Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một loài vật nuôi mới của mình. Bây giờ mình sẽ mở thùng ra để cho các bạn coi nó là con gì nha. Rồi, ok, mở thùng ra nè. Đây, bây giờ chúng ta sẽ nhìn cận cảnh. Các bạn sẽ thấy một đống bầy hay. Đây là mình đang nuôi gián. Các bạn đừng nghĩ là gián nhà nha, gián nhà thì mình không có nuôi đâu. Gián ở đây là gián Dubia. Để mình bật lên cho các bạn xem. Ôi cho nó quay vòng vòng. Quá trời. Đừng có chạy, đừng có chạy. Đây. Chạy mất tiêu. Cho nằm ngửa luôn. Đây là dáng Dubia nè. Dáng Dubia thì các bạn chắc các bạn sẽ nghĩ là trời ơi, hết chuyện đi nuôi dáng. Nhưng mà con dáng này là nó sạch lắm. Con dáng này nó có nguồn gốc ở nước ngoài. Dáng thường người ta nuôi dáng Dubia để cho chủ yếu là cho pet ăn. Ví dụ như cho cá rồng ăn nè, hoặc là cho rồng Úc, cho leopard gecko. Thì như các bạn cũng biết là mình nuôi leopard gecko mà, nên mình sẽ nuôi gián này để cho nó sinh sản. Nó sinh sản ra những con gián con thì mình sẽ lấy cho cho leopard gecko của mình ăn. Đây. Ô, con này lớn nè. Này lớn nè các bạn. Con này là con gián cái nè. Con này gián cái thì ở cái size là size sinh sản nè. Size này là nó có thể đẻ rồi. Nó sẽ đẻ ra những gián con. Những con nhỏ nhỏ vậy nè. Để mình tìm những con cho các bạn coi nha. Ôi da. Đây nè các bạn. Đây là một gián con nè. Gián con từ từ nó sẽ lớn lên. Ôi da. Gián này mình sẽ lấy cỡ này lấy cho LG ăn được rồi. Trời nó chạy như điện vậy trời. Đứng yên coi. Đó, cỡ này lấy cho LG ăn là được rồi. Tụi này thì mình cho nó ăn là cám trứng nè, với lại trái cây. Ở đây nó có cà rốt nè, ổi nè, rau muống nè. Nói chung cũng lợi lắm, tại vì khi mình lấy rau muống cho bé đỏ, bé igu mình á, bé igu ăn thì còn dư lại mình lấy lá cho igu ăn thôi. Còn thân thì mình giục ở đây cho mấy gián này nó ăn. Gián này thì nó hiền lắm, gián này nó hiền khô à. Con cái thì nó không có cánh, còn con gián đực nó có cánh. Con gián đực nè, gián đực nó có cánh nè. Đó, coi thấy không? Để mình lấy cận cảnh ra coi, focus. Đây có cánh, nhưng mà nó cũng không có bay. Con gián đực là nó có cánh, nó cũng chỉ để giống như là tự những để lượn hay để gì thôi, chứ mình thấy cháu giờ thấy nó bay kìa. Thật đây, đó, nó rớt một cái bọt. Tụi này thì nó hiền lắm, nó cứ bò vòng vậy. Ở đây là mình có khoảng 2 lạng gián, hơn 2 lạng gì đó, thì lung tung sai hết trơn á. Có size baby này cũng có nè, rồi size size sinh sản, size chung tùm lum size. Cho mình sẵn hôm nay mình kiểm kê luôn coi. Ra hết coi. Này, gián đực nè. Quá trời. Ít sạch. Đó. Đổ ra hết luôn. Chạy lung tung xe ven hết. Có nấp cái này nè. Nấp cái này nè các bạn. Cái đám nấp cái này luôn. Bên này nữa nè. Có nhiều lắm mà tay. Ồ, rồi còn trốn trong này nữa. Đây. Quá trời. Quá trời trời. Ui, một loài dưới này. Bạn nào mà sợ dán coi cái clip này chắc là cái cũng thấy ghê ghê hả. Mà tụi này nó sạch lắm, nó không có hôi đâu, nó không hôi dán nhà đâu. Đó, ở đây nữa. Bò lúc nhúc như này nè. Úi giời bò. Nè.
này có dán trắng đó các bạn, em thấy dán trắng không đó, dán này dán nó mới lột nè. Cái thùng nuôi của mình là cái thùng nuôi, thùng này là cái thùng hồi đó mình nuôi con nuôi igu của mình đó. Thùng trong cái clip mình có cho các bạn xem á, là nuôi igu. Từ giờ igu nó lớn rồi, nó lớn rồi mình đã đổi lồng cho nó rồi, nó ra lồng lưới rồi, nên mình dùng cái thùng này để mình nuôi gián luôn. Để mà nói sơ về cái thùng nuôi gián mình nha, thì cái thùng này là cái thùng nhựa duy tân 90 lít. Cái nắp nè, đây là cái nắp của cái thùng. Thì cái nắp này là mình sẽ đục lỗ đều, mình đục đều lỗ hết để cho nó thoát hơi. Vì tụi gián này nó không có thích ẩm, nó ghét ẩm lắm, ẩm thì nó sẽ bị bệnh, nó chết nhiều. Với lại ẩm vậy nó sẽ ảnh hưởng tới thức ăn, tại mình cho nó ăn cám trứng là chủ yếu. Thì nếu mà ẩm á, thì cám trứng nó sẽ mốc, làm gián bệnh chết, nên mình phải làm cho thoáng. Đó, ánh sáng nó xuyên qua nè, thì mình phải lấy đề can đen mình dán lại. Tại cái chỗ nuôi mình ở trên trên sân thượng mình á, trong nhà nhưng mà trên sân thượng á, thì ánh sáng nó xuyên vào, nó chiếu vào cửa, nó xuyên vô cái thùng này. Thì con gián khi mà nó sáng vậy nó sẽ sợ, nó nhát, gián mà nó nhát thấy ánh sáng nó trốn hết, nó không có dám sinh hoạt vận động, không ăn uống, nó núp ở trên ban đêm mới ra nó ăn, thì dán lại nó sẽ tốt hơn. Cuộc đời con gián nó chỉ có ăn uống nghỉ ngơi rồi đẻ vậy thôi. Bởi vậy mình làm sao mà hạn chế đụng chạm vô tụi gián này và tạo môi trường cho nó sống thoải mái. Con vật nào cũng vậy, sống thoải mái là nó sẽ phát triển. Ui, thấy không? Các bạn thấy không, sáng nè nó trốn không còn một con, nó núp sạch. Để mình đậy lại cho nó nghỉ ngơi nha. Mình hy vọng là nó phát triển lên thì nó sẽ càng có cái có những con á, để cho tụi cho đám LG của mình ăn. Vì tụi gián này theo người ta nghiên cứu độ dinh dưỡng nó rất là cao, nó cao hơn dế rất nhiều, và đồng thời nó sạch nữa, nó là nguồn thức ăn không có mang mầm bệnh. Vì dế hay sâu rồi nọ thì cũng có khả năng gây bệnh. Bên cạnh đó là khi mà con gián này mình cho nó ăn á, mình cho nó ăn rau củ quả hay nọ thì nó sẽ nạp vitamin cho con gián. Rồi cho con Leopardeco nó ăn á, thì nó cũng sẽ tốt cho con Leopardeco hơn. Thế bây giờ mình cho tụi gián này nó nghỉ ngơi nha. Sáng quá nó không dám ra ngoài nữa. Tạm biệt các bạn nha. Cảm ơn các bạn vì đã xem clip. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.